Chương 17 Người Hai Mặt Đó là thầy Carell. Harry há hốc mồm. Thầy! Thầy Carell mỉm cười, mặt ông lúc này lại không hề co giật một chút nào hết. Ông bình tĩnh nói, chính ta. Ta đã tự hỏi liệu có phải gặp mi ở đây không, Potter? Nhưng con tưởng thầy Snap. Snap hả? Thầy Carell bật cười to, không phải tiếng cười yếu ớt run rẩy như mọi khi, mà là một giọng cười sắc lạnh. Ừ, lão Snap có vẻ là hạng người hiểm ác đúng không? Thành ra dùng lão để dương đông kích tay cũng được việc đó chứ. Dương lão ra thì ai mà nỡ nghi ngờ giáo sư Carell cà cà lắm khốn 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 khổ chứ. Harry không thể nào tin được, điều đó không thể là sự thật, không thể nào. Nhưng thầy Snap đã từng tính giết con mà. Không, chính ta mới là người toan giết mi đấy ở trận đấu whitlick ấy cô bạn Harmony của mi trong lúc hấp tấp chạy đi đốt lão snap đã xô ngã ta khiến ta bị đứt giao nhãn với mi chứ không thì chỉ vài giây sau mi đã rớt khỏi cán chổi rồi lẽ ra ta còn có thể làm xong chuyện sớm hơn nếu lão snap không liên tục đọc thần chú giải lời nguyền của ta để tìm cách cứu mi thầy snap đã tìm cách cứu con thầy karel nói tỉnh quell đúng vậy mi thử nghĩ xem tại sao lão đòi làm trong tài trận đấu sau nào Lão muốn bảo đảm là ta không thể tái diễn chuyện đó, buồn cười. Thật ra thì lão đâu cần mất công, ta đâu có thể làm được gì khi có lão Dumbledore ngồi đó xem. Tất cả những giáo viên khác đều tưởng là lão Snap tìm cách trù dập nhà Grinfindor, mà lão quả là đã làm cho mình thêm nổi tiếng xấu. Gia chỉ tổn mức thì dợp vô ích bởi bia rút cuộc ta vẫn giết được mi đêm nay. Thầy Carell búng ngón tay, từ không trung sổ ra những sợi dây thần tự động trói chặt Harry. Mi quá tò mò nên không thể để cho sống Harry à. Sụp sạo khắp trường như trong đêm hội ma như thế. Mi khiến cho ta biết Mi đã nhìn thấy ta đi đến chỗ con quái vật canh giữ hòn đá. Thầy đã thả con quỷ khổng lồ ra hả? Chứ ai? Ta có biệt tài xử lý quỷ. Chắc là Mi có nhìn thấy con quỷ trong căn phòng đằng kia đã bị ta làm gì? Xui xẻo là hôm ấy trong khi những người khác chạy khắp nơi kiếm con quỷ thì lão Snap, lão đã ngập giật ta từ trước lại đi thẳng lên tầng lầu ba trước ta và không những con quỷ của ta không giết được mi mà con chó ba đầu cũng không cắn đứt được giò lão snap thôi bây giờ thì làm thinh mà chờ ta một lát nhé harry ta cần kiểm tra cái gương thú vị này chỉ đến lúc đó harry mới nhận thấy cái gì ở sau lưng thầy carrel đó là tấm gương ảo ảnh thầy carrel vừa gõ gõ ngón tay quanh cái khung gương vừa lầu bầu cái gương này là chìa khóa để tìm ra hòn đá chắc là lão dumbledore bày ra cái trò này nhưng lão đang ở London. đôn lão bia tới nơi thì ta đã cao chạy xa bay. Harry không thể nghĩ ra mưu trước gì khác hơn là câu giờ, sao cho Karel cứ nói hoài, khiến lão không thể tập trung vào tấm gương, Nó giọt miệng. Con thấy thầy bị thầy Snap ở trong rừng. Karel hờ hững đáp, đúng, lão đi vòng ra sau tấm gương để xem xét. Lão đi gặp ta lần đó, thử tìm hiểu xem âm mưu của ta tiến triển tới đâu. Lão nghi ngờ ta suốt, lão toan dọa ta. Lão tưởng lão làm được sao, khi mà bên cạnh ta còn có chủ của ta ngài Voldemort, Karel lại đi vòng từ đằng sau tấm gương ra đằng trước, chăm chú nhìn vào gương với vẻ hao hấu. Ta nhìn thấy hòn đá, ta đang trao nó cho chủ của ta, nhưng mà nó ở đâu? Harry cố gắng cự quậy trong dòng dây đang trói chặt nó, nhưng không cách nào làm cho dòng dây nới ra. Nó phải làm sao cho Karel không thể đặt hết tâm trí vào tấm gương nhưng mà thầy snap luôn luôn tỏ ra ghét con lắm mà karel thản nhiên đáp ờ ông ghét chứ quỷ thần chứng giám mi không biết sao cha mi và lão snap cùng học chung ở trường hogwarts cả hai ganh ghét nhau nhưng thật lòng lão không hề muốn mi chết nhưng mà cách đây vài ngày con nghe tiếng thầy khóc con tưởng thầy snap đe dọa thầy lần đầu tiên một thoáng sợ hãi hiện trên gương mặt karel lão nói Đôi khi ta thấy khó thực hiện chỉ thị của chủ ta, ngài là một phù thủy quá vĩ đại, trong khi ta quá yếu ớt. Harry há hút miệng, thầy nói vậy là hắn đã ở trong phòng học với thầy lúc đó. Carell lặng lẽ đáp, Ngài ở bên ta cho dù ta đi bất cứ đâu, ta gặp ngài khi ta đang đi vòng quanh thế giới. Hồi đó ta còn là một thanh niên ngốc nghếch để áp những ý tưởng kỳ quặc về cái tốt, cái xấu. Ngài Voldemort đã chỉ cho ta thấy rằng ta đã sai lầm biết bao, ở đời này không có tốt mà cũng không có xấu chỉ có quyền lực và những kẻ quá yếu sẽ không nắm được quyền lực từ đó ta đã trung thành phục vụ ngài mặc dù nhiều phen ta làm cho ngài thất vọng ngài đã phải rất nghiêm khắc với ta bỗng nhiên karel rùng mình ngài không dễ dàng bỏ qua lỗi lầm khi ta không đánh cắp được hòn đá ở green ghost ngài đã hết sức khó chịu ngài đã trừng phạt ta ngài quyết định giám sát ta chặt chẽ hơn giọng karel lạc đi Harry đang nhớ lại chuyện đi mua sắm của nó ở hẻm xéo. Sao mà nó có thể ngu dữ vậy? Nó đã nhìn thấy giáo sư Carell vào đúng cái ngày đó, bắt tay với nó trong quán rượu cái bẹt lũng. Carell vẫn đang bực tức nguyền rủa. Ta không hiểu được, chẳng lẽ hòn đá ở bên trong tấm gương? Ta có nên đập vỡ nó ra không? Đồng óc Harry đang chạy đua, nó nghĩ. Lúc này điều mình ước ao hơn mọi thứ trên đời là tìm được hòn đá trước Carell, cho nên nếu mình nhìn vô tấm gương thì mình sẽ thấy mình tìm được nó. Nghĩa là mình sẽ thấy nó được giấu ở đâu, nhưng mà làm sao mình nhìn thấy mà không để Carol nhận ra là mình thấy? Nó cố gắng nhích qua bên trái để đứng trước tấm gương mà không bị Carol phát hiện. Nhưng dây thừng trói chân nó chặt quá, nó dấp và ngã lăn quay. Carol mặc sát Harry, lão vẫn còn đang lẩm bẩm một mình. Cái gương này dùng để làm quỷ gì đây Xài nó như thế nào? Xin ông chủ giúp tôi với. Một giọng trả lời làm Harry sợ rùng rời cả tay chân giọng nói đó dường như phát ra từ chính karel dùng thằng bé dùng thằng bé karel bèn hướng về harry dân, harry lại đây lão vỗ tay một cái sợi dây đang trói harry bung ra rơi xuống harry chậm rãi đứng lên karel lặp lại lại đây nhìn vô gương và nói cho ta biết mì thấy cái gì harry đi về phía lão nó tuyệt vọng suy tính mình phải nói dối mình phải nhìn và nói dối về cái mình thấy vậy thôi. Corel đứng sát sau lưng nó, Harry ngửi thấy mùi gì rất buồn cười, hình như tỏa ra từ tấm khăn quấn đầu của lão. Nó nhắm mắt lại, bước đến trước tấm gương và lại mở mắt ra. Nó nhìn thấy hình ảnh của nó trong tấm gương, lúc đầu trông nhợt nhạt, hoảng sợ đến không còn thần sắc. Nhưng chỉ một lát sau, cái ảnh của nó mỉm cười với nó. Cái ảnh đút tay vào túi và lấy ra một hòn đá đỏ như máu. Cái ảnh nháy mắt với nó rồi cất hòn đá trở vô túi. Và khi cái ảnh làm vậy, Harry cảm thấy có cái gì đó rơi vào túi nó thật. Vậy là bằng cách nào đó không tin nổi, Harry đã lấy được hòn đá. Carell suốt ruột hỏi, sao, mi thấy cái gì? Harry gầm hết căng đảm lại. Nó bịa, con thấy con bắt tay với thầy Dumbledore, con con giành được cúp nhà cho Grinfindor. Carell lại lầu bầu người rủa tránh ra chỗ khác. Khi Harry bước qua một bên, nó cảm thấy hòn đá phù thủy chạm vào bắp đùi mình. Nó sợ mình làm vỡ hòn đá mất. Nhưng nó đi chưa được năm bước thì một giọng nói the thé lại vang lên từ Carell, mặc dù môi lão không hề động đậy. Nó nói láo, nó nói láo. Carell quát, Harry, quay lại đây, nói thật cho ta biết mi thấy cái gì. Giọng the thé lại vang lên. Để ta nói chuyện với nó, mặt giáp mặt. Thưa ông chủ, ông chưa đủ khỏe mà. Ta đủ khỏe để làm chuyện này, harry có cảm giác như tấm lưới của quỷ satan đang ghì chặt nó tại chỗ nó không thể nhúc nhích tới một cơ bắp nó đứng như phỏng đá mà nhìn karel giơ tay lên tấm khăn quấn đầu bắt đầu tháo khăn ra cái gì đang diễn ra vậy tấm khăn quấn đầu rơi xuống không còn tấm khăn cái đầu karel ngó nhỏ xíu lúc ấy lão mới từ từ quay lưng lại lẽ ra harry phải gào lên khiếp đảm nhưng nó không thốt được một lời nào Phía sau sọ của Karel lại là một gương mặt nữa, gương mặt khủng khiếp nhất mà Harry từng nhìn thấy. Nó trắng như bột, với đôi mắt đỏ rực và một cái mũi tét ra trông như một con rắn. Cái mặt đó thì thào. Harry Potter. Harry cố gắng bước lùi lại, nhưng chân cẳng nó không thể nào cục cựa nổi. Gương mặt nói. Thấy ta ra nông nổi này không? Chỉ là bóng, là hơi. Ta chỉ có hình dạng khi ta nhập vào xác của người nào đó, nhưng luôn luôn có người sẵn lòng để ta nhập vào tim vào óc họ. Món bạch kỳ mã đã làm cho ta khỏe lên trong mấy tuần qua. May đã nhìn thấy Karel trung thành uống máu nhùm ta trong khu rừng. Và một khi ta có được thuốc trường sinh, ta sẽ đủ sức sáng tạo cho ta một thân thể. Bây giờ, đưa ngay cho ta hòn đá trong túi mày. Vậy là hắn biết. Cảm giác bỗng nhiên hồi sinh trong chân Harry. Nó nhảy lùi lại, gương mặt gầm gừ. Đừng ngu nữa, may tốt nhất là nên giữ cái mạng mày và đi theo phe ta. Nếu không, mày sẽ phải kết thúc cuộc đời như cha mẹ mày. Họ chết trong khi gian sinh lòng thương hại của ta. Dối trá! Harry bỗng hét to. Corell bước thụt lùi về phía Harry để Voldemort vẫn có thể nhìn thấy Harry. Cương mặt ác quỷ bây giờ lại mỉm cười, nhưng giọng hắn thì rít lên. Nhạy cảm lắm, ta luôn luôn đánh giá cao lòng dũng cảm. Phải đấy nhóc con ạ à. cha mẹ mày rất dũng cảm, ta giết cha mày trước và y đã dũng cảm kháng cự nhưng mẹ mày thì thực ra không cần phải chết mụ đã chết chỉ muốn bảo vệ mày nếu mày không muốn cho cái chết của mẹ mày trở nên vô ích thì hãy đưa ngay cho ta hòn đá không bao giờ harry phóng về phía cánh cửa đang bừng cháy ngọn lửa đen nhưng voldemort gào lên bắt lấy nó và chỉ trong tích tắc harry cảm thấy bàn tay của Karel nắm chặt cổ tay nó lập tức một cơn đau như kim đâm thấu vào vết thẹo trên trán harry đầu nó đau như sắp bể làm đôi nó gào thét dùng dãy hết sức lực của mình và lạ lùng thay corel bỗng buông tay nó ra cơn đau trên đầu harry nguôi đi phần nào nó ngơ ngác nhìn quanh thấy corel bị hất văng ra đang quằn mình vì đau mắt nhìn mấy ngón tay mình chúng đang phồng rộp lên Voldemort lại rít lên bắt nó bắt lấy nó Corel lao tới, quật ngã Harry xuống, ngồi đè lên mình nó. Cả hai tay lão siết quanh cổ Harry, vết thẹo của Harry làm nó đau đến nỗi qua cả mắt, nhưng nó vẫn có thể thấy Kurel rú lên trong đau đớn. Ông chủ ơi, tôi không thể giữ được nó, tay tôi, ôi tay của tôi. Và Kurel, mặc dù kèm chặt Harry xuống sàn bằng hai đầu gối, vẫn phải buông tay khỏi cổ nó. Lão kinh hoàng nhìn hai bàn tay, Harry có thể thấy hai bàn tay của lão như bị đốt cháy, đỏ lên, bóng lưỡng. Voldemort thét, thì giết nó đi, đồ ngu, giết nó cho xong. Carrow giơ tay lên để thực hiện một lời nguyền chết người, nhưng Harry do bản năng sinh tồn đã chồm lên chụp vào mặt Carrow. Carrow lăn ra khỏi mình Harry, mặt lão cũng phồng rộp lên. Và lúc ấy Harry chợt hiểu là Carrow không thể nào đụng vào da trần của nó mà không bị đau đớn khủng khiếp. Vậy cách duy nhất của nó là cố bám lấy Carrow, làm cho lão đau đớn đến nỗi không thể nào thực hiện được ma phép giết người. Harry đứng bật dậy, chụp cánh tay Carrow và cố hết sức mình đeo cứng lấy. Carell kêu la thảm thiết, cố gắng đẩy Harry ra. Cơn đau trên đầu Harry lại nổi lên dữ dội, nó đau đến nỗi không còn nhìn thấy được gì nữa. Chỉ còn nghe tiếng Carell rên la khủng khiếp và tiếng Voldemort thét giết nó, giết nó. Cùng lúc, nó cũng nghe nhiều giọng khác, có lẽ ở trong chính đầu nó đang kêu Harry, Harry. Nó cảm thấy cánh tay Carell dặn thoát ra khỏi bàn tay nó đang níu giữ. Nó biết tất cả vậy là đã mất và nó rơi vào cõi tối đen thăm thẳm, rơi xuống, xuống, xuống. Hình như cái gì vàng chóe và lấp lánh đang dần trước mặt Harry. Trái bành snitch. Nó cố gắng chụp bắt, nhưng hai cánh tay nó quá nặng nề, không giơ lên được. Nó chớp mắt. Quả ra không phải trái bành snitch, mà là một cặp mắt kính. Lạ là lùng làm sao, nó chớp mắt lần nữa. Phía trên trước mặt nó là gương mặt tươi cười của cụ Albus Dumbledore. Cụ nói, Chào con Harry. Harry nhìn thầy đâm đâm, rồi nó sực nhớ ra. Thư thầy hòn đá, chính thầy Carell, thầy ấy đã đánh cắp hòn đá, thư thầy mau lên. Cụ Dumbledore nói, Bình tĩnh nào con trai ta, con hơi lạc hậu tình hình rồi, Carell không hề lấy được hòn đá. Vậy thì ai, thư thầy, con? Harry, con hãy thư giãn một chút, nếu không bà Pomfrey sẽ quẳng thầy ra khỏi đây. Harry nuốt nước miếng và ngó quanh mình, nó nhận ra mình đang nằm trong bệnh thất. Nó được nằm trên giường bệnh trải trắng tinh. Và kế bên là một cái bàn để ấp những thứ trông như cả một nửa tiệm bánh kẹo. Cụ Dumbledore rạng rỡ. Quà của những người ngưỡng mộ và bạn bè con ấy mà. Những chuyện xảy ra giữa con và giáo sư Carell dưới hầm là chuyện hoàn toàn bí mật, cho nên đương nhiên là cả trường đều biết hết. Thầy tin cái bồn cầu tiêu chính là của hai người bạn Fred và George Wesley của con ưu ái gửi tặng. Nhất định chúng nghĩ là con khoái lắm. Tuy nhiên, bà Bonfrey cảm thấy nó không được hợp vệ sinh cho lắm, nên bà tịch thu mất rồi. Con đã nằm đây bao lâu rồi thầy? Ba ngày. Ron và Harmony chắc là sẽ nhẹ người khi biết con đã tỉnh. Hai đứa nó vô cùng lo lắng. Nhưng thưa thầy, hòn đá. Thầy xem ra cũng khó làm cho con quên được. Tốt thôi, chuyện hòn đá Giáo sư Carell đã không thể lấy được hòn đá của con. Thầy đã đến đúng lúc để ngăn chặn điều đó, mặc dù thầy phải nói là tự con đã làm điều đó rất giỏi rồi. Thầy đã đến, thầy nhận được cú của Harmony. Chính xác thì thầy gặp con cú giữa trời. Ngay khi đến Luân Đôn, thầy biết ngay là cái nơi mà thầy nên có mặt chính là nơi thầy vừa rời khỏi. Thầy đến vừa kịp lúc để kéo Carell ra khỏi con. Chính là thầy. Lúc đó thầy tưởng mình đã về quá trễ. Thầy trẻ thật đó chứ, lúc đó con đã không thể giữ hòn đá lâu hơn nữa. Không phải hòn đá, con trai à, thầy đang nói về con. Sức lực mà con dốc ra suýt nữa đã giết chết con. Cái khoảnh khắc khủng khiếp đấy. Thầy e điều đó có thể xảy ra. Còn hòn đá, nó đã bị tiêu quỷ rồi. Tiêu quỷ, Harry thản thốt nói. Nhưng còn bạn của thầy, cụ Nicholas Flamel. À, con cũng biết về Nicholas. Chồng cụ Dumbledore nghe vui mừng lắm. Con đã tìm hiểu ra trò ra trốn đấy chứ. Nicholas và thầy đã có trao đổi tí chút rồi và đã đồng ý là tiêu quỷ nó đi thì tốt nhất. Nhưng như vậy nghĩa là cụ Flamo và vợ cụ sẽ chết phải không ạ? À? Họ có đủ thuốc trừng sinh dự trữ để sắp đặt đâu đó việc của họ. Rồi thì, ừ, họ sẽ chết. Nhìn vẻ mặt quan mang của Harry, cụ Dumbledore mỉm cười. Đối với một người trẻ tuổi như con, thầy chắc nghe điều đó thật khó tin được nhưng đối với Nicholas và Peronel, nó thực ra cũng giống như đi ngủ sau một ngày dài, rất rất dài. Nói cho cùng thì đối với một đầu óc tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Còn biết không, hòn đá thực ra không hẳn là một bóng vật tuyệt vời, có nhiều tiền và sống lâu như mình muốn. Hai điều mà hầu hết người đời ưu tiên chọn lựa, rắc rối ở chỗ là những con người có tài lại chọn đúng những thứ tồi tệ nhất cho họ. Harry nằm đó đính khe. Cụ Dumbledore ngâm nga một chút và mỉm cười với cái trần nhà. Lát sau Harry nói, Thưa thầy, con đang nghĩ. Thưa thầy, ngay cả nếu như hòn đá đã bị tiêu hủy rồi, thì vô... ý quên, kẻ mà ai cũng... Cứ gọi hắn là Voldemort, Harry à. Luôn luôn dùng đúng tên để gọi đúng sự vật. Sợ một cái tên có thể làm tăng thêm nỗi sợ chính vật đó. Dạ thưa thầy. Vậy thì Voldemort sẽ tìm những cách khác để trở lại phải không thầy? Ý con muốn nói là ổng vẫn chưa chết hả thầy? Không, hắn chưa chết Harry à. Hắn vẫn còn lẫn dẫn đâu đó. Có lẽ đang tìm một thân xác khác để nhập vào. Hắn không sống đúng nghĩa thì hắn cũng không thể bị chết thực sự. Hắn thoát ra xác chết của Karel chẳng thương xót gì gã đồ đệ đó hơn một kẻ thù. Tuy nhiên Harry à, trong lúc con cản trở việc hắn nắm lại quyền lực, thì người khác chuẩn bị chiến đấu cho trận kế tiếp một trận sống mái. Và nếu hắn bị cản trở lần nữa và lần nữa, thì ừ, hắn có thể không bao giờ lấy lại sức mạnh được nữa. Harry gật đầu, nhưng dừng lại ngay vì cử động làm đầu nó đau lắm. Rồi nó nói, Thưa thầy, có vài điều con muốn. Thầy có thể nói với con sự thật về những điều con muốn biết. Cụ Dumbledore thở dài, Sự thật, đó là một điều đẹp đẽ và khủng khiếp vì vậy phải cân nhắc sự thật hết sức thận trọng. Tuy nhiên, thầy sẽ trả lời các câu hỏi của con trừ khi thầy có lý do chính đáng không thể trả lời. Trong trường hợp đó, thầy xin lỗi con vì thầy không muốn nói dối, tất nhiên. Dạ. Voldemort nói là hắn giết má con chỉ vì má đã cố ngăn không cho hắn giết con. Nhưng tại sao hắn lại muốn giết con cho bằng được? Lần này thì cụ Dumbledore thở một hơi còn dài hơn trước. Trời đất ơi! thầy không thể trả lời con các câu hỏi đầu tiên mà con nêu ra. Thầy không thể cho con biết hôm nay, không thể nói ra bây giờ. Một ngày kia con sẽ biết. Còn bây giờ, hãy quên nó đi Harry. Khi nào con lớn lên, thầy biết con ghét nghe điều này, nhưng con sẽ biết khi nào con đã sẵn sàng. Bây giờ thì Harry biết có tranh cãi cũng chẳng ít gì. Nhưng tại sao Carell lại không thể chạm vào mình con? Má con đã chết để cứu con, nếu có một điều mà Voldemort không thể nào hiểu được, ấy là tình thương. Hắn đã không biết được rằng sức mạnh của tình thương như tình thương của má con đã để lại một vết tích. Không phải là vết thẹo, không phải dấu hiệu thấy được nào cả. Được yêu thương sâu sắc cho dù người yêu thương mình đã qua đời, mình cũng sẽ được che chở mãi mãi. Điều đó nằm trong da thịt của con. Vì vậy Karel, kẻ đầy hận thù, tham lam và tham vọng, kẻ chung đụng linh hồn với Voldemort không thể nào chạm tới con được đụng đến một người được một điều cao cả như tình thương của má con phù hộ, thì hắn sẽ đau đớn cực kỳ. Tới đây, cụ Dumbledore bỗng chú ý con chim nào đó đậu trên khung cửa sổ, để Harry thử lúc đó kéo tấm khăn trải giường chùi nước mắt. Khi nguôi cơn xúc động, Harry hỏi, còn tấm áo khoác thần hình, thầy có biết ai đã gửi cho con không? À, tình cờ ba con đã gửi tấm áo ấy cho thầy giữ, và thầy nghĩ có lẽ con thích nó. Mắt của cụ Dumbledore lung linh, nó hữu dụng lắm đó. Hồi ba con học ở đây, ba con vẫn dùng tấm áo tăng hình đó để lẻn xuống nhà bếp ăn dụng. Còn một điều nữa, cứ nói, Karel và Snap, con nên gọi là giáo sư Snap, Harry à. Dạ, giáo sư Snap, Karel nói thầy Snap ghét con vì ghét ba con có đúng không? Ờ, hai người đó ghét nhau cay đắng, không khác gì con và Manfoy vậy. Thế rồi ba con là một điều mà thầy Snap không thể nào tha thứ được. Thưa điều gì ạ? À? Cứu mạng thầy Snap. Cái gì ạ? À? Cụ Dumbledore mơ màng nói. Ừ, cái đầu người ta suy nghĩ tức cười lắm. Giáo sư Snap không thể chịu nổi ý nghĩ là ông ấy cứ mắc nợ ba con. Thầy tin là thầy Snap nhất giả dạ bảo vệ con như thế là để săn bằng tỷ số với ba con, để sau đó thầy Snap có thể tiếp tục căm ghét ba con trong thanh thản. Harry cố gắng hiểu điều này nhưng chỉ tổ khiến cái đầu nó thêm nhức bưng bưng nên nó đành thôi thưa thầy vẫn còn một điều nữa một thôi ư làm thế nào mà hòn đá từ trong gương rơi được vào túi của con à đây rồi thầy vui lòng nghe con hỏi câu này đó là một trong những ý tưởng sáng suốt của thầy và giữa thầy trò mình mà nói kể ra cũng hay con coi chỉ người nào muốn tìm hòn đá tìm nó chứ không phải xài nó thì mới có thể lấy được nó ngược lại người ta chỉ thấy mình đang chế ra vàng hay đang uống thuốc trường sinh đôi khi bộ óc của thầy làm cho ngay cả thầy cũng phải ngạc nhiên thôi hỏi nhiều đó là đủ rồi thầy đề nghị con bắt đầu ăn kẹo đi chà dạ, kẹo dẻo đủ vị hiệu potipot hồi nhỏ thầy thiệt là xui ăn nhầm một viên có bị buồn ói rồi từ đó thầy e là thầy mất hết hứng với chúng rồi nhưng mà thầy cho rằng một viên kẹo caramel ngon chắc không sao phải không con cụ mỉm cười và thảy viên kẹo nâu vàng vô miệng nhưng cụ mắt nghẹn và nói mẹ ơi nó làm gì thối tai bà bonfrey bà y tá ấy là một người tử tế nhưng nghiêm khắc harry năn nỉ bà chỉ 5 phút thôi mà nhất định không nhưng cô cho thầy dumbledore vào ừ dĩ nhiên chuyện đó thì khác cụ là hiệu trưởng mà con cần nghỉ ngơi thì con đang nghỉ ngơi nè cô thấy không con nằm dài ra và không làm gì hết cô ơi cho đi cô thôi được nhưng mà chỉ 5 phút thôi nha Vậy là bà cho Harmony và Ron vào. Harry! Harmony có vẻ sắp ôm chầm lấy Harry lần nữa. Nhưng cô bé tự kiềm chế được và Harry thấy mừng vì đầu nó hãy còn đau lắm. Ôi Harry, tụi này tưởng bộ sắp tiêu rồi. Thầy Dumbledore lo lắng dễ sợ. Ron nói, cả trường đang bàn tán về chuyện đó. Kẻ tụi này nghe coi, đúng ra mọi chuyện là như thế nào. Hiếm có trường hợp nào mà câu chuyện thật còn lạ lùng và ly kỳ hơn cả chuyện đồn đại quang đường như trường hợp này. Harry kể cho hai bạn nghe mọi thứ, Carell, tấm gương, hòn đá và Voldemort. Ron và Hermione là những thính giả lý tưởng. Chúng há hốc miệng ra nghe, đính thở đúng lúc và khi Harry kể tới lúc Carell dở tấm khăn quấn đầu ra để lộ gương mặt của ai thì Hermione rú lên. Cuối cùng Ron nói, vậy là hòn đá bị tiêu quỷ rồi, cụ Flamo chỉ còn nước chết. Tôi cũng nói điều đó, nhưng thầy Dumbledore nghĩ là Cái gì nè? Đối với một đầu óc tổ chức tốt, cái chết cũng giống như một cuộc phiêu lưu vĩ đại khác. Trong Ron bị xúc động mạnh và sự điên rồ của thần tượng, nó nói, mình luôn luôn nói là cụ hơi điên mà. Harry hỏi lại, thế còn hai bạn, chuyện gì đã xảy ra vậy? Hermione nói, à mình quay trở lại an toàn, mình lay tỉnh Ron, cũng mất một thời gian, rồi tụi này chạy ù tới chuồng cú để liên lạc với thầy Dumbledore thì gặp ngay thầy ở lối vào sảnh đường. Thầy biết cả rồi, thầy chỉ nói, Harry đuổi theo hắn hả? Xong thầy vội vã đi lên lầu ba. Ron chợt hỏi, bộ có nghĩ là thầy Dumbledore cố ý để bồ làm chuyện đó không? Thử nghĩ coi, cử cho bồ cháo khoát tầng hình của ba bộ và những chuyện khác nữa. Harmony tức tối, đời nào? Nếu thầy làm vậy mình nói thật kinh khủng quá, Bồ có thể chết là cái chắc. Harry đâm chiêu, không đâu, thầy Dumbledore là người vui tính, tôi nghĩ đại khái thì muốn tạo cho tôi một cơ hội. tôi chắc thầy ít nhiều gì cũng biết mọi chuyện xảy ra trong lâu đài Hogwarts. tôi suy luận là thầy có biết chuyện tụi mình định làm, nhưng thay vì cấm cản chúng ta, thầy chỉ dạy chúng ta vừa đủ để xoay sở. chắc không phải tình cờ mà thầy để cho tôi khám phá ra tấm gương. rất có thể thầy nghĩ tôi có quyền đương đầu với Voldemort nếu tôi đủ sức. tôi nói với vẻ tự hào. đúng, thầy Dumbledore hơi điên, không sao. bây giờ nghe đây. Ngày mai bồ phải lên dự bữa tiệc cuối năm học, dĩ nhiên là nhà Slytherin giành được điểm cao nhất rồi. Bồ đã bỏ lỡ trận Quidditch cuối cùng, không có bồ, đội bóng nhà mình bị đội Ravenclaw nghiền nát. Nhưng dù sao thì đồ ăn vẫn ngon lành. Vì lúc đó bà Bonfrey xông vô, các con đã cà kê hết 15 phút rồi, ra ngay. Sau một đêm ngủ say, Harry hầu như đã bình phục. Nó nói với bà Bonfrey khi bà sắp xếp dùng nó mấy hộp kẹo. Con muốn đi dự tiệc, con được phép đi không cô? Giáo sư Dumbledore nói con được phép dự. Bà Bonfrey đáp với giọng bất đắc dĩ. Nhưng thể theo ý bà thì giáo sư Dumbledore đã không ý thức hết những bữa tiệc nguy hiểm như thế nào. Con lại có thêm một người khách nữa. Ôi hay quá, thưa cô, ai vậy? Harry vừa nói thì lão Harry rụt rè bước qua cánh cửa. Như thường lệ, hệ lão vô trong căn phòng nào thì phòng ấy đâm ra chật chội. Lão ngồi xuống cạnh Harry, nhìn nó rồi quà ra khóc lão úp mặt vào hai bàn tay thổn thức chỉ tại sai lầm ngu ngốc của bác bác đã nói cho con quỷ đó biết cách qua được fluffy bác đã nói cho hắn biết đó là điều duy nhất hắn không biết mà bác lại nói cho hắn biết suýt nữa bác đã giết con chỉ vì một cái trứng rồng bác sẽ không bao giờ uống rượu nữa đáng lẽ bác phải bị đuổi ra để sống như dân mơ cô mới đáng bác harris harry hơi hoảng khi thấy lão Harry quá xúc động vì đau buồn và hối hận những giọt nước mắt khổng lồ rơi lộp độp xuống chòm râu vĩ đại của lão bác harry ơi đằng nào thì ông ấy cũng tìm ra cách thôi voldemort mà cho dù bác không nói cho crow biết thì voldemort cũng biết cách thôi lão harry vẫn sụt sịt khóc suýt nữa con chết mất và đừng nhắc đến cái tên đó harry gào lên voldemort lão harry sợ hết hồn nín cả khóc harry nói con đã giáp mặt hắn và đã gọi hắn đúng tên hắn bác harry vui lên đi bác Chúng ta đã ngăn chặn được hắn, đã tiêu hủy hòn đá. Hắn không thể xài nó để nắm lấy quyền lực. Bác xơi sô-cô-la ít nhá nha, còn có cả đống. Lão Harris dùng mũ bàn tay quẹt mũi nói. Chút nữa là quên, bác cũng có quà cho con đây. Harry hồi hộp hỏi. Bánh mì thịt trồn hả bác? Lão Harris cười khẽ. Không, cụ Dumbledore cho ta nghỉ ngày hôm qua để sửa soạn nó. Để ra cụ chỉ cần đuổi phức bác là xong, dĩ nhiên nhưng mà đây có cái này cho con trong món quà của lão harry giống một cuốn sách bọc da xinh xắn harry tò mò mở ra quyển sách đầy những tấm hình phù thủy ở mỗi trang đều có hình của ba nó và má nó mỉm cười vẽ tay với nó bác gửi cứu tới tất cả bạn học cũ của ba má con để xin hình bác biết con không có tấm hình nào hết con có thích không harry không thể nói nên lời nhưng lão harry hiểu Tối hôm đó, Harry một mình đi xuống dự bữa tiệc bế giảng cuối năm học. Bà Bonfrey đã giữ nó lại để làm cái việc mà bà gọi là kiểm tra sức khỏe lần cuối. Thành ra khi nó tới nơi thì đại sảnh đường đã đầy nhóc người. Phòng tiệc tràn ngập màu sắc của nhà Slytherin, màu xanh lá và màu bạc, để biểu dương Slytherin đã thắng giải cúp nhà 7 năm liên tục. Một biểu ngữ to và hình con trăng Slytherin được treo trên bức tường đằng sau dãy bàn cao dành cho giới viên. Bỗng có tiếng suyệt, khi Harry bước vào, và rồi cùng một lúc tất cả cùng ùa ra nói một lúc hết sức ồn ào. Harry chuồn đến một chỗ ngồi giữa Harmony và Ron ở dãy bàn nhà Greenfield cố gắng không để ý đến chuyện mọi người đều đang đứng dậy để nhìn nó. May thay, chỉ một lát sau là cụ Dumbledore đến, tiếng rì rầm lắng xuống. Cụ Dumbledore phấn khởi nói, Lại một năm học nữa đã qua, và tôi lại quấy rầy quý vị bằng những lời lãm nhảm rè rè của một ông già trước khi chúng ta cùng dục mỏ vô bữa tiệc ngon lành này. Một năm học qua tuyệt biết nhường nào, giờ đây hy vọng ban đầu của các con đã đầy hơn năm ngoái một tí. Các con có cả một mùa hè chờ phía trước để đổ rác trong đầu ra và làm cho cái đầu mình nó tự tế lại trước khi năm học tới bắt đầu. Bây giờ, theo như tôi biết, thì đã tới giờ trao cúp nhà và điểm số là như thế này. Hạng tư là Greenfinder 312 điểm, hạng ba là Hufflepuff 352 điểm, Ravenclaw được 426 điểm và Slytherin được 472 điểm. Một cơn bão reo hò và dầm chân bùng lên từ phía bàn của nhà Slytherin. Harry có thể nhìn thấy Malfoy đang gọi cái cốc của nó xuống mặt bàn đắc thắng. Thiệt nhìn cảnh đó mà ứa gan. Cụ Dumbledore nói tiếp. Được rồi, được rồi, Slytherin, thành tích tốt lắm. Nhưng mà những chuyện xảy ra gần đây cũng cần phải được tính điểm đấy. Nghe tới đó, cả đại sảnh đường bỗng im phăng phắc. Nụ cười của học trò nhà Slytherin héo đi một chút. Em, có mấy điểm giờ chót tôi xin được công bố. Để coi, đây rồi, trước tiên là điểm cho Ron Weasley. Mặt Ron đỏ bừng, trông nó giống y một củ cải bị phơi nắng. Vì đã chơi đáng cờ hay nhất trường Hogwarts từ nhiều năm nay trở lại đây, tôi thưởng cho nhà Grinfindor 50 điểm. Học sinh nhà Grinfindor họ reo muốn lông cả cái trần nhà đã được phù phép, những ngôi sao trên cao dường như phát rùng mình Đầu đó giọng tiếng quân trưởng percy nói với những quân trưởng khác mấy bộ biết không em tôi đó thằng em út của tôi đó nó thắng được gián cờ khổng lồ của giáo sư mcgonagall sau cùng trật tự được lặp lại sảnh đường lại lặng như tờ thứ hai điểm cho harmony ranger vì đã dùng đầu óc suy luận khi đương đầu với lửa tôi thưởng cho nhà greenfield năm mươi điểm harmony dụi đầu vào hai cánh tay Harry tin là cô bé đang quả khóc. Bên cạnh tụi nó, học sinh nhà Gryffindor nhảy cả lên bàn reo hò. Chúng đã tăng được 100 điểm rồi. Thứ ba, điểm cho Harry Potter. Giáo sư Dumbledore nói tiếp, đại sinh đường im đến nỗi không ai dám thở. Vì khí phách trong sáng và lòng dũng cảm xuất chúng, tôi thưởng cho nhà Gryffindor 60 điểm. Tiếng ẩm ỉ trong sảnh đường làm điếc cả tay. Những người đóng góp tiếng hò reo và tiếng gào thét biết rằng Grinfeldor giờ đây đã có được 472 điểm, bằng đúng số điểm của nhà Slytherin. Hai nhà đang đồng hạng trong cuộc tranh giành cướp. Trời, giá mà cụ Dumbledore cho Harry thêm một điểm nữa thì có phải hay không? Cụ Dumbledore giơ tay lên, sảnh đường dần dần im lặng. Cụ Dumbledore mỉm cười nói tiếp. Có đủ loại dũng cảm. Đứng lên chống lại kẻ thù đương nhiên cần rất nhiều lòng dũng cảm. Nhưng đấu tranh với bạn bè cũng cần lòng dũng cảm không kém. Vì vậy tôi thưởng cho Neville Longbottom 10 điểm. Nếu lúc ấy có ai đứng bên ngoài đại sảnh đường, người đó thế nào cũng tưởng là bên trong có một vụ nổ khủng khiếp. Vì tiếng hò reo bùng lên từ dãy bàn của nhà Grinfindor, Harry, Ron và Hermione cùng đứng lên để họ hét hoan hô Neville. Còn mặt Neville thì trắng bệch vì xúc động và biến mất trong vòng tay thần tình của bạn bè ôm chầm lấy nó. Hồi nào giờ Neville chưa từng kiếm được cho nhà Grinfindor nhiều điểm như vậy. Harry đang hết sức hào hứng, thổi vô sừng Ron một cái để chỉ cho bạn nó thấy Manfoy. Nếu Manfoy có bị trúng lời nguyền trói thân bây giờ cũng không thể nào ngây ra như phỏng và trông hải hùng như vậy. Cụ Dumbledore phải cao giọng trấn áp cơn bão quang hô bởi vì ngay cả nhà Hufflepuff và Ravenclaw đều đang mừng sự mất chức vô địch của nhà Slytherin. Cụ Dumbledore nói, như vậy chúng ta cần thay đổi cách trang trí một chút. Cụ vỗ tay, trong nháy mắt, những dải trang trí màu xanh lá cây biến thành màu tím, bạc quá đạp vàng, con trăng khổng lồ biểu tượng của nhà Slytherin biến mất, và thế điều đó là con sư tử của tháp Gryffindor. Thầy Snap đang bắt tay giáo sư McGonagall với một nụ cười khủng khiếp mà thầy cố nặng ra. Thầy bắt gặp ánh mắt của Harry và Harry biết ngay tình cảm của thầy đối với nó không hề thay đổi một xíu xiu nào hết. Nhưng chuyện đó không làm cho Harry lo lắng, có vẻ như cuộc sống ở Hogwarts sẽ trở lại như bình thường vào niên học tới như hồi nào tới giờ buổi tối ấy là buổi tối đẹp nhất trong đời của Harry đẹp hơn cả ngày nó thắng trận Quidditch hay đêm Giáng Sinh hay lúc đánh bại con quỷ khổng lồ nó sẽ không bao giờ không bao giờ quên được đêm nay lúc ấy Harry gần như quên bán là nó chưa biết kết quả kỳ thi lên lớp nhưng mà kết quả có ngay cả bọn ngạc nhiên xiết bao cả Harry và Ron đều đậu điểm cao Harmony thì dĩ nhiên đứng hạng nhất của khối học sinh năm thứ nhất. Ngay cả Neville cũng qua truông nhờ đạt điểm cao trong môn dược thảo học mà đã bù được cho điểm môn độc dược dở tệ. Tụi nó từng hy vọng rằng Goy, thằng bé như ngu vừa nham hiểm không kém ấy sẽ bị đuổi ra khỏi trường. Về đâu thằng ấy cũng đậu tuốt, thật là nhục. Nhưng mà, như Ron nói, mình đâu có thể có được mọi thứ trong đời. Rồi bỗng dưng tủ quần áo của tụi nó trống rỗng, còn mấy cái rương thì tự đầy ấp. Còn cốc của Neville tự nhiên được tìm thấy đang núp giữa mấy cái bồn cầu. Mỗi học trò đều nhận được thông báo cảnh cáo chúng chưa có dùng phép thuật vào những ngày nghỉ hè. Fred Wesley rầu rĩ nói, mình cứ luôn hy vọng là họ quên bán vụ này cho mình nhờ. Lão Harris đã sẵn sàng đưa chúng xuống đoàn thuyền để lướt qua mặt hồ. Chúng sẽ lại lên chuyến tàu tốc hành Hogwarts, tha hồ nói cười trong khi cảnh trí thôn quê bên ngoài càng lúc càng xanh tươi và ngăn nắp hơn lại ăn kẹo dẻo đuổi vị hiệu Portipot khi xe chạy qua những khu thành thị của dân Mergo. Rồi cởi đồng phục phù thủy của Hogwarts ra để mặc vào những cái áo gió vảo khoác. Cuối cùng đến ga số 9 3 phần 4 ở nhà ga ngã tư vua. Bọn trẻ cũng mất nhiều thời giờ mới ra được khỏi sân ga. Một lão gác ga phù thủy đứng bên cạnh thanh trắng soát vé cho mỗi lần chỉ hai ba đứa đi ra để chúng đừng gây chú ý dần mcgo có thể hoảng vía khi thấy cả bầy trẻ con cùng lúc túa ra từ bức tường bê tông ron nói hè nay bồ phải đến nhà mình chơi nha cả hai bồ mình sẽ gửi cứu cho hai bồ harry nói cảm ơn bạn vậy là có chuyện để tôi mong ngóng rồi những học sinh khác chen lớn tụi nó khi đổ xô về phía cánh cổng để trở về thế giới muggle. vài đứa gọi tạm biệt harry hẹn gặp lại Potter ron nhe răng cười với harry bồ vẫn nổi tiếng nha Harry nói, ở đây chứ không phải ở chỗ mà tôi sắp về, tôi cầm đoàn với bộ đấy. Nó, Ron và Harmony cùng bước qua cổng một lúc. Kia, ảnh kia, má ơi, ảnh kia, má nhìn kia. Ấy là tiếng reo rối rít của Ginny, cô em gái út của Ron. Nhưng cô bé không chỉ vào anh mình, cô bé rẽ lên. Harry Potter nhìn kia má, con thấy. Yên coi Ginny, chỉ chọn người ta như thế là bất lịch sự. Bà Weasley mỉm cười nhìn bọn trẻ, bà ân cần hỏi. Một niên học giấc giả quá hỡi các con. Harry đáp, dạ, giấc giả lắm. Con cảm ơn bác đã tặng con cây áo ấm và hũ kẹo. Ôi, có đáng gì đâu cháu. Mày xong chưa? Chính là giọng của dựng Vernon. Dẫn gương mặt tím tím, dẫn hàng tri mép, dẫn dần dữ nhìn Harry xách cái lồng cú giữa một sân ga đầy nhóc người bình thường. Đứng đằng sau ông là dì Petunia và Dudley, Thằng anh họ này vừa thấy mặt Harry là chết khiếp đi được. Bà Weasley nói, Ông bà đây chắc là gia đình của Harry. Dựng Vernon đáp, Nói một cách nào đó thì đúng vậy. Mau lên nhóc con, chúng ta không có cả ngày dài lần khần ở đây đâu. Ông bỏ đi, Harry ngoái lại để nói lời chia tay với Harmony và Ron. Hẹn gặp lại các bạn khi hết hè nha. Harmony nhìn theo dựng Vernon ngờ vực, kinh ngạc vì có người lại khó chịu đến thế. Cô bé nói với Harry, chúc bạn nghỉ hè vui vẻ harry nhe răng cười khiến cho các bạn nó ngạc nhiên hết sức ừ tôi sẽ nghỉ hè vui vẻ họ không biết là tôi không được phép làm phép thuật ở nhà mùa hè này tôi sẽ tha hồ vui vẻ với dudley